Vậy nhé, bây giờ em sẽ hướng dẫn anh cái vận hành cái máy nén khí như này ạ. Tức là cái máy nén khí thì mình quan tâm đến cái nút các cái nút ở trên cái bo điều khiển này. Thì đây nó là cái nút dừng khẩn cấp. Đây là nút này chỉ để dừng máy khi trong trường hợp là bị máy chạy khẩn cấp thôi. Còn như ở trên màn hình đây là đang báo cái trạng thái của máy chạy. Dòng thứ nhất là áp suất, nhiệt độ và điện áp. Dòng thứ hai nó là áp suất. Dòng thứ ba là chế độ của máy, ví dụ như auto run tức là máy đang mở tải. Còn ví dụ như đây là auto unlock là máy đang chạy chế độ không tải. Còn những local này nó thể hiện là máy đang điều khiển ở cái chế độ là điều bấm vào nút ở trên bo điều khiển này. Còn nếu như mà nó chuyển sang chế độ remote tức là nó bật chế độ điều khiển từ xa thì lúc đấy mình phải tắt đi. Còn ở trên này nó là giản đồ báo lỗi của bo điều khiển. Vì nó có những cái lỗi cơ bản xong là trên đây thì nó là biểu tượng của cái lọc gió. Nếu mà cái đèn này nó sáng thì tức là cái lọc gió là cần phải thay. Còn đây là biểu hiện của cái motor, ví dụ như là máy nó khởi động quá dòng thì motor sẽ báo này. Đầu lén, đây là cái biểu tượng đèn này báo biểu tượng của đầu lén, ví dụ như nó bị kẹt hoặc là nó làm cho quá dòng thì là nó sẽ báo là motor. Còn đây nó sẽ là báo cái lọc dầu, đây nó sẽ là báo cái lọc tách dầu. Thì ba cái đèn là lọc tách dầu, lọc gió và lọc dầu này thường thì là nó sẽ báo cùng với nhau. Thì đồng thời trên mo điều khiển này nó cũng sẽ báo, mình có thể quan sát ở trên cái mo này. Thì bây giờ là cái cách sử dụng. Trên cái bo này thì nó có hai nút, trên là nút xanh là nút bật, nút đỏ này là nút để tắt máy. Còn dưới đây là những cái nút để điều khiển, nút lên, nút xuống, và đây là nút setting, là nút cài đặt. Còn đây là nút để mà enter, thay đổi giá trị của nút C này là nút xóa đi. Khi mà máy nó báo lỗi thì mình có thể giữ nút C này trong vòng 5 giây để nó xóa cái lỗi đi. Đấy, còn bây giờ mình sẽ vào các cái trình ở trong cái menu điều khiển. Trình đầu tiên nó là run prior, tức là những cái thông tin về máy của nó chạy. Vì nút enter thì nó sẽ ra, ví dụ như đây là motor chạy là dòng là bao nhiêu, thì còn bên này nó sẽ là quạt này. Ví dụ như tổng thời gian chạy này. Hiện tại con máy của anh là chạy 3.458 giờ này. Zip run time. Maintenance này thì nó là sẽ quan sát là cái số giờ thay lọc của anh là chạy được bao nhiêu giờ rồi này. History info, đây là một phần quan trọng nhất. Đây là cái lịch sử báo lỗi, thì nó sẽ báo 5 cái lỗi gần đây nhất. Thì mấy hôm vừa rồi là mình báo lỗi điện áp cao. Thế còn dưới này là cái zip file, tức là nó sẽ báo cái lỗi hiện tại của máy. Nếu như trong trường hợp sau này mà máy nó báo một lỗi gì thì anh phải vào cái mục zip file là anh gửi lại cho em cái thông tin, thì là em mới biết được là nó đang là lỗi gì. Mình ấn enter vào đây thì nó biết là máy giờ đang là không có lỗi. Ok. Đấy, còn đấy là thông tin về cái mục thông tin máy chạy, khá là quan trọng để mình theo dõi cái việc máy hoạt động ra làm sao. Còn phía dòng thứ hai là UC para, tức là đây là những cái thông tin cài đặt, ví dụ như áp suất. Anh muốn vào cài đặt áp suất, em đang để ở đây là áp suất ngưỡng dưới là 6 cân 6, áp suất đỉnh của nó là 8 cân. Thì khi mà nén đến 8 cân thì máy nó sẽ chuyển sang chế độ không tải, và máy khi mà tụt về 6 cân 6 thì là máy nó sẽ nén lại. Cái fan start này là và fan stop này nó là cái nhiệt độ mà khởi động cái quạt ở bên trên này. Thì cái nhiệt độ này là mặc định, anh cũng nên thay đổi nhá. Em cài đặt nó phù hợp với điều kiện của Việt Nam rồi thì cần thay đổi. Anh muốn thay đổi cái giá trị của cái lát này thì là anh bấm nút enter để anh nhập vô số 9 vào nhá. Ok. Sau đó thì anh nhấn enter tiếp thì là anh sẽ thay đổi bằng những con số này. Anh thay đổi xong ví dụ như lên này hoặc là xuống này. Hoặc là set là ok. Cái thứ hai đó chính là cái tham này ấy, thì nó sẽ là cái cài đặt cái số dây khởi động hoặc là dừng máy hoặc là thời gian chờ, những này anh cũng không cần phải cài đặt. Cái mode này anh cũng không cần phải quan tâm lắm, vì là em đang để ở đây là mặc định hết rồi. Cái clear time này ấy, nó là cái để mà anh xóa cái thời gian sử dụng của cái lọc dầu, bởi vì là lọc dầu em đang cài là 3.500 giờ chẳng hạn, thì anh chạy hết 3.500 giờ thì là cái phải vào mục này để anh xóa, thì anh vẫn sử dụng mật khẩu là 4 con 9, em đã để sẵn rồi. Còn max timeline này là cái này anh không nên thay đổi nhé, cái này để mặc định. Ok. Tất cả phía dưới này thì anh không cần quan tâm. Cái factory này nó là cài đặt nhà máy, anh cũng không cần quan tâm nhé. Ok, đây là tất cả những thông tin mà cần thiết nhất để anh gửi cho vận hành máy. Có cái vấn đề gì mà thắc mắc thì anh cứ gọi điện cho em hoặc anh cho kỹ thuật số của em. Ok.